Thưa quý vị khách quý kính mến, nhà YouTuber Văn Thắng Quỳ Hợp đã và đang lưu lại những hình ảnh trưa ngày hôm nay để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc này. Nếu chúng ta muốn xem lại chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cứ vào để đăng ký kênh Rừng Xanh 37 của Văn Thắng Quỳ Hợp. Chúng ta sẽ được chứng kiến và trọn vẹn tại lễ thành hôn của chú rể công mạnh cùng với hình chứng của chúng ta trong buổi chương trình này. Chúng tôi đã nhận thấy chú rể công mạnh cùng với Hồng Nhung, họ đã và đang cùng nhau tay trong tay trở về với ngôi vị cao nhất của mình cho ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn để đón hai nhân vật của chúng ta bước lên khán phòng của mình trong buổi trưa ngày hôm nay, quý vị ơi. Xin phép được điền vào những khoảng trống chờ đợi ổn định của tất cả quý vị khách bằng một liên tình khúc đầu tiên. Anh đưa em về thăm quê anh, về ngã ba sông rực rỡ, dòng sông liên hoa sông vì yêu thương. Sau giờ đây em đã về, về Hà Nam. Anh đưa em về quê anh, ngã ba sông này rực rỡ rực rỡ. Tình yêu có một ước mơ, một ước mơ.
những con số. Chúng tôi mong muốn những người bạn của chủ đề chúng ta hãy cùng nhau di chuyển vào phía bên trong để chúng ta cùng nâng lên những ly thần vật để chúng ta cùng chứng kiến cho thành hôn. Chúc cái ngày lễ thành hôn của chúng mẹ con này cùng với cô giáo của chúng ta trong buổi phim ngắm này. Vừa rồi trong những khoảng trống chờ đợi sự ổn định của tất cả quý quân khách và những người bạn của cô giáo chú rể thì chúng tôi đã gửi tặng đến tất cả quý quân khách chúng ta một trong những liên tình khúc đầu tiên là món quà khởi xướng cho chương trình của chúng ta. Và ngay từ giờ phút đầy tự hào này, những người thực hiện chương trình xin phép được đại diện cho hai bên gia đình xin được lấy phép gửi đến tất cả quý quân khách chúng ta lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Xin được lễ phép kính thưa đến tất cả quý vị khách quý kính mến, yêu và được yêu, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời mỗi con người, cũng là món quà quý giá nhất mà đời sống đã ban tặng cho chúng ta. Và qua một thời gian quen biết và tìm hiểu thì chú rể Công Mạnh cùng với cô giáo Hồng Nhung của chúng ta, họ đã tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình, và ngày hôm nay đám cưới này là minh chứng cho kết quả của cuộc tình đẹp đó. Thưa quý quân khách kính mến, được sự cho phép của chính quyền hai bên địa phương và ngày hôm nay được sự vun đắp và tác hợp của hai bên gia đình, đó chính là gia đình nhà trai bà Nguyễn Thị Đoàn, xóm Kẻ Thai, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, thân yêu của chúng ta đã chính thức kết tình thông gia cùng với đại tư gia gia đình nhà gái, đó chính là bà Nguyễn Thị Thanh, xóm 2, thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay được sự bình chọn của đơn vị tổ chức rạp cửa Trung Thành, những người thực hiện chương trình chúng tôi xin được lễ phép mời hai nhân vật quan trọng nhất của chúng ta, đó chính là chú rể Công Mạnh cùng với cô giáo Hồng Nhung. Hai em hãy cùng nhau bông hoa đứng lên để ra mắt tất cả quý quân viên hay hò trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trăm năm cho cả một ngày và một ngày cho cả trăm năm, cho phép tôi người dẫn chương trình trưa ngày hôm nay đối lời cho hai bên gia đình xin được thịnh trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của chú rể Công Mạnh cùng với cô dâu Hồng Nhung của chúng ta. Xin phép chính thức bắt đầu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhất thì là ơn mẹ và ơn cha, công sinh công dưỡng để ta có mình, ai ơi bạn bè chân tình làm mai làm mối để mình có ta. Và ngày hôm nay đôi bạn của chúng tôi họ đã đứng lên để cảm ơn tất cả gần xa về đây vui cưới để ta có mình. Những người thực hiện chương trình chúng tôi không mong muốn gì hơn, rất mong tất cả quý quân khách chúng ta hãy chào đón hai nhân vật của chúng tôi bằng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị rất là nhiều trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay sau đây, để chương trình của chúng ta sẽ được phong phú và sôi động hơn, cho phép tôi mời lên sân khấu một món quà âm nhạc khởi xướng cho chương trình của chúng ta, giọng hát của nam ca sĩ Mai Sĩ Tin, là một trong những ekip ban nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Để chúc mừng cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, thì sẽ hát một cái khúc rất vui, có khúc một tên Cùng Nhau Lễ Thơ Hồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vừa rồi là món quà âm nhạc của một trong những nam ca sĩ rất là nổi tiếng đến từ tiệc cưới Quỳ Hợp trở về đây giao lưu giọng hát My City. Chúng tôi mong muốn quý quân khách chúng ta dành tặng cho anh em nghệ sĩ chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn tình cảm của tất cả quý quân khách chúng ta rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn thân mến, người xưa có một câu nói rằng con người thì phải có tủ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Giây phút đầy thăng hoa và giây phút lãng mạn nhất mà cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay họ đã có được, đó chính là họ những công ơn sinh dưỡng trên biển của mẹ cha, và đặc biệt họ được sự vun đắp và tin tưởng của hai bên gia đình.